lòng băn khoăn chờ lâu lắm, nhịp xe lăn mà nhịp tim ấm lại từng phút rồi thôi thúc. Hành trang tôi là niềm vui mới, và quà trên tay là những nụ cười tha tươi để dành tặng người. Bỏ lại tháng năm thật khó cho qua trong lòng ta, bỏ lại bước cứ đầy bao tâm tư trao cười về nhà. Và mỗi năm một lần về nhà trong cảm hứng bất tận, chẳng còn những cuộc gọi làm cuộc sống bận rộn nên hay vội. Và mỗi năm một lần về nhà bên cạnh người ta nhớ, nhìn đào mai ra hoa từ tí tắt ngày ta được về nhà. Về nhà trong tiết xuân dạng người, hey, không còn ngây thơ như ngày trước và ta phải về thôi, làm cả năm cả đời. Kể cho ba nghe những lần con đã vượt qua, vì động lực trong con là gia đình. Có lúc vinh quang, có lúc con ngã tuột ra, có lúc con đã không nhận ra mình. Mong đến thời khắc con được trở về, làm mai khoe sắc rực rỡ đê mê. Gia đình là nguồn cảm hứng bất tận để đưa ta qua những ngày dài lê thê. Ta muốn được quây quần bên bếp lửa, ta muốn được ngân nga khúc tình xuân, ta muốn được hòa mình vào khoảnh khắc giao mùa, được ngắm pháo hoa bên người thân. Và mỗi năm một lần về nhà trong cảm hứng bao tan, chẳng còn những cuộc gọi làm cuộc sống.